Đây là toàn bộ nếp nhà của vua mèo. Đây là hội trường. Đây là hội trường họp của vua mèo. Cái này người ta có lấy con trai ông Vương Chí Sinh, sinh năm 1953. Có theo đâu. Ủa, chụp nước đang cài khuy áo. Nó nhảy nhanh thế. Nào đây em chụp coi. Đây là toàn bộ ông Vương Chí Sinh dùng để tiếp khách, bộ bàn ghế của ông vua mèo. Mặt nó phải vẽ vẽ vào. 1, 2, 3.